sau khi mà chia tay với Hải quay xe xong thì bây giờ anh em mình Dũng có một cái thử thách là mình ra đường để vẫy xem có đi nhờ được xe nào vào Sài Gòn không, thì mình sẽ thử mạnh dạn mà xem có đi nhờ được hay không. Em hy vọng là anh sẽ giao lưu được với một bác tài container. Thực ra nếu mà đứng ở trạm thu phí ấy, thì anh sẽ xin được, vì là nó giảm tốc độ, nó đi chậm, các loại xe phương tiện là đi chậm rồi thì dễ hơn. Nhưng mà vì bây giờ Dũng biết sao, đứng ở giữa đường đây giờ xe nào cũng đang đi tốc độ cao cả. Nếu mà dễ vẫy để xin đi nhờ, nhất thì anh chỉ nghĩ là có xe giường nằm ấy, là người ta cho mình đi nhờ. Đi nhờ xe giường nằm rồi. Xong rồi mình gửi ít tiền cà phê cũng được. Ca này khó quá. Thử thách này có vẻ như là rất là khó cho anh Tú, nhưng mà em nghĩ đối với anh Tú lại dễ hơn, tại vì anh Tú là bác tài container mà. Nếu mà mình đứng ở cạnh một chiếc xe thì mình rất là dễ xin. Chứ còn trường hợp này người ta không biết, nhìn trên đường xuống người ta không biết mình là bác tài hay không. Đấy mới gọi là cái khó của mình. Nếu mình ở trạm thu phí thì mình có thể ra đấy là xin được. Anh thử nào một đoàn xe nào. Bây giờ đông quá. Đông xe quá là người ta cứ cộng cao quá. Còi to mà dán rất là nhiều logo luôn anh chú ạ. Quả này bác nào mà cho em đi nhờ cái thì chắc là em cảm ơn suốt đời. Cảm ơn lắm á. Thử thách này có vẻ hơi khó các bạn ạ. Không, đi luôn rồi, đi luôn rồi. Em thấy xin đi xe nước ngoài á, trong phim rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cùng anh chú đấy. Để anh xem, bây giờ anh sẽ thử dùng cái đèn flash lên nữa đi. Bếp nháy hả anh? Thử thách xin đi nhờ từ Hàm Thuận Nam về Sài Gòn các bạn ạ. Vậy gọi là sao nhỉ? Mời xe đi vào ăn ấy, là người ta hay soi đèn ấy. Có khi nhiều khi sợ là người ta sẽ nghĩ là vậy. Để anh bỏ bớt một cái tại vì là mình đeo nhiều ba lô này chắc người ta biết đấy. Khó quá nhỉ? Nhưng mà cố gắng. Em nghĩ là cố gắng kiên trì, chắc là sẽ xin được một bác tài nào đó. Anh nghĩ rồi sẽ có xe thôi. Nhưng mà vẫn theo quan điểm của anh là đó là một xe... Xe khách. Xe khách... xe khách. Thật ra ấy, nếu mà trường hợp anh mà ban đêm như thế này, anh thấy người lạ anh cũng không dám dừng. Rất là nhiều trường hợp người ta sợ lên xe rồi bơm thuốc mê này rồi nọ kia ấy. Nhưng mà em nghĩ là trong trường hợp mình, anh em mình cũng nhiều đồ này, thứ hai là mặt mũi cũng không phải là đến nỗi gian đâu anh ạ. Anh ơi, em làm YouTube cho em đi nhờ cái. Bây giờ thử cái trường hợp ấy à? Dạ. Chỉ có là xe tải thôi. Dạ. Nhưng mà em rất là muốn trải nghiệm cùng anh Tú một lần đi xin nhờ xe anh ạ. Đấy à. Cái kỷ niệm này cũng rất là đáng nhớ với anh em mình, có thể chia sẻ đến tất cả các bạn đang xem clip trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog luôn. Trong trường hợp của anh Tú thì anh Tú có dừng khi mà thấy như thế này không? Ban đêm chắc anh dám dừng vì nhiều khi sợ lên người bơm thuốc mê, có nhiều người bơm thuốc mê ấy. Đấy, anh không dám dừng. Mà đã bao giờ anh gặp trường hợp xin đường như này chưa? Xin đi nhờ? Có chứ. Nhưng mà ban đêm cũng khó dám dừng lắm. Bây giờ thì cũng chưa đêm hẳn, bây giờ mới là khoảng cỡ 8 giờ ạ. 8 giờ tối thì nó cũng chưa đêm lắm, nhưng mà với trường hợp hai người đây thì đeo nhiều ba lô thì có khả năng là cái khả quan xin được khoảng cỡ 99%. Là... trừ đi 1%, mình chỉ ở được 1% thôi. Vậy là rất là khó đúng không anh? Rất là khó. Tại vì là anh em mình có đặt xe nhưng mà không có các bạn ạ. Xe bây giờ về Sài Gòn rất là ít, phải đặt trước cơ, tại vì anh em mình đi rất là gấp. Đi từ Sài Gòn ra đây là dự tính là đi ra Bắc luôn, nhưng mà không ngờ là mình phải đi về. Nhưng mà ngồi xe tải nhỏ thì cũng... chắc không vừa, chắc chỉ có xin xe công thôi anh ạ. Không, không được, ba anh em mình vẫn ngồi được, nhưng mà sợ Dũng mày thôi, chứ anh thì sức khỏe lắm. Em thì không sao. Vẫn là muốn thử nghiệm à? Vâng. Hay đấy nhỉ. Cố lên anh Tú ơi.
một lần thử xin đi nhờ xe và cái kết như thế nào đây? Có được hay không đây? Mình mới xin khoảng 10 phút thôi anh chú ạ, cố gắng lên. Thế là mình đã quay 10 phút rồi à? 10 phút rồi anh ạ. À, à? Mình quay hết cái pin này không được nữa là thôi, coi như là cần thì mình thất bại. Khá là khó các bạn ạ. Khá là khó đấy. Mình đang tìm cách để ra hiệu và đi nhờ, hơi khó đấy. Hy vọng là ai đó có thể là thấy anh em mình đang bấm máy quay đây để biết được là anh em mình đang quay phim thì người ta dễ dàng cho đi nhờ. Có thể đó là một cách để mình dễ xin đi nhờ. Nhưng hơn mà cũng khó ấy, vì là cái trường hợp người ta nhìn thấy máy quay có bác tài thông thường này mải mê đi đường nhìn đường ấy. Tuyệt vọng chứ anh Tú? Đâu, vẫn còn 1% hy vọng, mình phải cố lên nữa chứ mà. Khá là nhiều đồ các bạn đây này, còn đeo trên lưng nữa. Mình đứng đây đống đồ ấy. Để nhiều đồ ta, lắm. Để người ta nhìn thấy mình có một đống đồ đây, người ta sẽ... Mình đứng đây mình quan sát thử xem là anh Tú có xin được chiếc xe nào không nhé các bạn. Ở đây là Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận. Tại vì lúc nãy mình có đặt xe nhưng mà rất là khó đặt nên là anh em mình đứng đây, thứ nhất là chờ xe khách đi, thứ hai là mình thử xin đi nhờ xe xem có bác tài nào đó dừng lại để cho anh em mình đi nhờ và anh Tú có thể giao lưu được hay không. Mỏi tay rồi anh Tú? Chưa, anh chưa mỏi mà chưa có xe nên anh chưa vẫy. Nãy giờ chờ gần 30 phút rồi các bạn ạ mà chưa bắt được xe nào. Anh Tú vẫn đang vẫy nhưng rất là yếu ớt rồi các bạn ơi. Anh mệt chưa anh chú? Nãy giờ cứ giơ cái tay chắc là rất là mỏi tay rồi. Yếu dần rồi. Hy vọng bác tài sẽ tấp vào. Xe nó đẹp quá anh chú ạ. Xe hổ vồ ấy. Ôi, đây là anh em mình đang đứng đây các bạn ạ. Lần đầu tiên hai anh em xin đi nhờ xe. Hình như là anh Tú có xin đi một lần rồi, nhưng mà mình là lần đầu tiên các bạn ạ. Toàn xe 86 đây, lấy ra một con xe 86. Có khi nào là sợ mình dàn cảnh không anh? Có chứ. Trường hợp đấy rất là nhiều đấy em ạ. Xe khách hay xe công đây? À, xe khách. Chỉ có xe khách thì ra mới. Hay là mình xin xe khách? Vì là xe khách rất là đông người. Cho nên là may ra chỉ có xe khách mới dám đón thôi. Xe khách cũng bỏ qua luôn rồi anh ơi. Phương Trang. Phương Trang ấy khi đón khách dọc đường. Phương Trang. Không có đón khách dọc đường. Buồn quá. Không phải buồn. Thật ra đây nó cũng hơi là vui một chút thôi, vì nếu có được giao lưu với một bác nào thì nó là một cái clip thú vị đáng nhớ cuộc đời mình ấy. Nhưng mà tiếc là không có cơ hội thôi. Nhưng mà không thể buồn được, không thể trách được các bác ấy. Xe đẹp quá, các bác cho đi nhờ thì đẹp quá. Xe đẹp quá anh. Lắp nhiều đèn led rất là đẹp không ạ? Cố lên anh Tú ơi. 51H 86 người ta còi ngay. Người ta bảo tao phải là đi về đi xa người ta rất là khó. Hy vọng là sẽ có xe dừng. Clip này thành công ấy thì chắc chắn là các bạn hai ông này bị sao ấy mà đứng vẫy xe như thế này. Tức là thành công thì mới được đăng lên sóng ấy. Đúng. Nhưng rồi. Còn nếu mà không có thành công thì chắc chắn là nó không bao giờ lên sóng rồi. Nhưng mà vậy là nếu như mà có ai dừng lại thì mình mới đăng clip này lên hả? Đúng rồi. Còn không có
dừng lại thì cái clip nó bị lãng xẹt ấy, kiểu là dài sao xẹt ấy. Chương cái trình... kết anh. Cái kết à? Vâng. Cái kết đón được nhờ bác xe khách à? Em nghĩ là anh phải vẫy nhiệt tình lên nữa. Ô, xe dừng lại kìa. Cho đồ lên với anh đua. Cảm ơn em. Ôi. Cảm ơn bác tài. Bác tài đẹp trai. Tuyệt vời. Một phần trăm hy vọng nha các bạn. Thành công nha. Gặp bác tài cả luôn, tuyệt vời quá. Anh đi về Sài Gòn luôn anh. Bác tài đặng bạn hữu đường xa luôn. À đây. Và rất là may mắn khi là bác tài đi có một mình thôi. Thật tuyệt vời luôn, hạnh phúc quá. Đặc biệt là xe rất là thơm. Thế anh nói là 1% hy vọng, không ngờ vẫn thành công trong cái lúc mà tuyệt vọng nhất. anh tên là gì anh? Anh cho cái điện sáng chút không, cho các bạn nhìn thấy anh một chút được không? Đây. Quá là hạnh phúc. Anh đã từng xem chương trình xe đầu kéo vlog bao giờ chưa? Có luôn rồi ạ. Thế là anh đã từng xem kênh em rồi ạ? Anh biết anh Tú hả anh? Ồ, hay quá nhỉ, anh biết anh Tú luôn các bạn. Tặng lại anh cái mũ nhá, YouTube của em. Là kỷ niệm nhá. Hạnh phúc quá. Cái mũ thì em đã đội qua rồi ấy. Nhưng mà tặng anh là một cái kỷ niệm. Anh đi từ đâu về vậy? Em đi từ Phan Rang về. Phan Rang về. Hai anh em thì thực ra đang đón xe khách. Nhưng mà Dũng thì có làm cái thử thách. Đây là bạn Dũng, là kênh Phạm Dũng. Tí nữa anh Tú xin lái thử. Thôi anh lái nhiều quá anh mệt rồi. Đi cả Bắc Nam biết bao nhiêu ngày tháng rồi. Của bác tài rất là thơm và sạch. Thơm quá. Rất là thơm và sạch ấy. Để nói thật sự là tuyệt vời. Thưa anh, bận anh quay đằng sau anh ra nè. Dạ. Dũng ngồi đấy, Dũng ngồi đấy đi. Tuyệt vời quá. Cảm xúc của Dũng sao? Quá là mừng các bạn ạ. Tại vì là mình mong muốn nhất là xin được một chiếc xe công để anh Tú trải nghiệm cùng với một bác tài xế container khác. Tại vì cũng là cùng nghề với anh Tú mà. Mình có thể nói là rất là bất ngờ luôn. Bất ngờ. Thực ra mình nói là chỉ có 1% hy vọng thôi. Đúng rồi. Thế anh lúc đấy anh nghĩ sao mà này dừng lại để cho đi nhờ anh? Tại thấy anh em nhiều ba lô với vẫy nhiệt tình quá à? Chứ không giống như kiểu là bên đạo tặc đúng không? Trường hợp này vì anh em mình rất là ngại đạo tặc đúng không? Đấy, đứng lên trên này ngồi nói chuyện. Dũng ngồi đi, Dũng ngồi đi, anh ngồi sau đây. Giúp đỡ gì, giúp cho anh. Dạ. Là anh cũng nói chung anh em mình thì luôn luôn đề phòng đạo tặc đúng không? Nhưng mà nhìn thấy hai anh em cũng sáng sủa, yên tâm. Một chút yên tâm nhẹ. Đây là cái kết này cũng hơi bị bất ngờ luôn đấy. Thật là không ngờ luôn là gặp được bác tài container luôn. Đây là giới thiệu bạn, bác tài đến từ Hà Nam mà mình nói nhanh quá, vui quá, quên cả tên rồi. Anh vừa nói tên là gì nhỉ? Thịnh. Anh Thịnh. Thì nói chung là cái cảm xúc rất là tuyệt vời và vui đấy các bạn ạ. Bây giờ là anh đi công này là hạ ở đâu nhỉ? Em hạ ở Sô Lốc. Sô Lốc Sóng Thần à? Thế là công rỗng à? À, thế là mình đi. Thế là mình đi ngang xa lộ mình xuống là ok rồi, đẹp rồi. Tuyệt vời rồi, cái kết quá là đẹp. Cho cái 1% của mình mong chờ. Cũng không lâu lắm rồi. Đúng rồi. Tầm hơn 30 phút tí. Vì mình có hỏi anh ấy là cái trường hợp của mình thì rất ít khi mình dừng như này, thật sự là không dám luôn. Vì mình rất là sợ vì trên xe đường dài ấy, một lần là trên xe có mấy chục triệu tiền phí đi đường ấy bạn ạ. Bạn thích ạ. Cho nên là mình không dám dừng. Đủ chi phí đi rồi còn gặp anh em của bạn. Với lại nhìn anh em nhiều ba lô này cũng yên tâm hơn đấy ạ. À. Cảm ơn anh Thịnh rất là nhiều nhá. Anh Thịnh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay 35. 35. 35 là thế anh phân tuổi nhiều. Anh chạy trong cảng này lâu chưa? Em chạy được 15. 15 rồi ạ. À. Thế là gia đình anh còn ở trong này nhá. Không. Hay là ở ngoài? Ba mẹ vẫn ngoài ngoài Hà Lan. Thế còn vợ con thì ở đâu ạ? Vợ con Bình Dương. Vợ con anh Bình Dương ạ. À? Mình ra đứng trước ghế mình trao đổi tiếp với anh Thịnh đi. Quá là tuyệt vời. Anh ấy cũng chơi trong bạn hữu đường xa. Ngày xưa là mình cũng chơi hoạt động thường xuyên ấy, trong bạn hữu đường xa. Nhưng mà gần đây thì mình có rất là nhiều công việc nên là mình không có hoạt động trong những group được. Tí nữa thì chắc là trên đường vào anh em mình sẽ giao lưu thêm một chút nha các bạn nhé. Bây giờ để anh Thịnh anh tập trung lái xe thêm. Mình cũng là lắng đọng cái cảm xúc xuống vì bây giờ là bất ngờ quá. Mình lại ăn tối một xíu các bạn ơi. Anh em bây giờ là đến giờ nào? Mấy giờ anh Tú? 9 giờ rồi.
thực tế ra trong clip trước mình trả xe thì mình nói thật các bạn là rất là lo lắng cho xe, cho nên là phải chạy hoàn thành cao. Cảm ơn anh chị, đi xuống ăn sáng tí nữa, à tối các bạn ạ, tí nữa lên xe đi tiếp. Anh chú ơi, đây anh em, đây là chiếc xe của anh Thịnh đang chạy đây, 51C18293 đây, chiếc Century. Bây giờ thì anh Thịnh thì ăn tối rồi, nhưng mà mình với Dũng vào sẽ kiếm bát bún gì để ăn, rồi anh Thịnh vào uống nước cùng. Dũng, đây cũng là một cái quán mà bác dài đường dài cảng ấy, cũng hay ăn đấy, cũng phong phú lắm, ngày đêm luôn. Dũng bây giờ là hơi bị đuối đấy nhở, theo anh một ngày hôm nay hơi mệt luôn. Sáng thì nói thật các bạn ấy là mình đi sang bên công ty Tín Thăng có dự định quay, nhưng mà cũng một số cái việc nó không được hoàn hảo, nên là thôi mình cũng dừng cái clip ở đấy để đợt sau mình sẽ làm lại ở bên Tín Thăng sau. Bây giờ thì... nay anh em mình khá là may mắn này chú ha. May mắn quá vì phút chót về lại gặp được bác Tài đây. À, cho con cũng một bát cháo luôn cô. Đây đây con ba cháo không đi. Không có hai tô à? Anh kia anh không ăn. Có hai anh em à? Cô cho con một bát cháo rồi, nhưng mà đừng bỏ giá trong cháo nhá. Chúng thích ăn gà bỏ ngoài chấm như thế nào? Dạ, anh thích thì anh cứ ăn đến đâu chấm đến đó. Anh thích thì ăn tối rồi các bạn ạ. À. Bây giờ anh ngồi đợi uống nước thôi. Còn em bây giờ tranh thủ ăn. Mình quay về cái chế độ ăn uống là nó hơi bị ít. Nói chung phải có người cầm máy Dũng thì mới nói được. Chứ còn mình mà vừa ăn vừa nói là nó, hay là quay kiểu kia thì nó không có diễn đạt được. Mời các bạn nhé. Cháo đây thơm lắm. Thơm hay. Dũng bốc lên là thấy mùi thơm nghi ngút rồi đúng không? Cà có muối này. Ổn lắm. Cà thơm lắm. Được đấy. Không ngờ đấy. Mà vẫn hơi bị ngọt tí. Thơm không Dũng? Có cái mùi thơm rất là lạ, nó giống như là cái nhân bánh cuốn của mình ở ngoài quê á. À. Hôm nay lại được bánh cuốn với hành phi đấy. Ừ, hôm nay lại được trải nghiệm thêm cả món cháo của bác Tài đường dài, bác Tài cảng. Cái khu vực phía Nam nhá. Ngon rồi, nhưng mà nó có hơi có vị ngọt chút ạ. Đúng rồi. Anh vẫn thấy là ngọt. Nhưng mà cháo rất là thơm. Dũng thử ăn miếng gà xem sao. Rồi, đậm đặc miếng gà ha. Em mời anh Thịnh nha. Để anh Thịnh ăn này các bạn ạ. Đây là anh nhớ rất là tốt bụng kìa, ghé vào cho mình ăn. Cà thơm đúng không? Cà thơm mà dai á. Thôi có lẽ là Dũng thì cũng rất là lười lên hình ấy các bạn ạ. Mình kênh mình là được ưu tiên đặc biệt đấy. Trong rất là nhiều kênh là Dũng mới cho lên hình. Dũng bảo là sợ em không đẹp trai. Nên các bạn thấy Dũng sao thì đã cho một lời an ủi động viên nhá. Lẽ là về cái quá trình mà ăn uống ấy thì mình cũng quay sơ sơ đấy thôi, vì bây giờ anh đói và mệt rồi, anh Thịnh đi chặng đường dài từ Phan Rang rồi, giờ để anh ngồi uống nước rồi mình cũng tự nhiên ăn uống, làm miếng thịt gà Dũng cũng thèm ấy. Quá ngon luôn. Mỗi lần mình ăn thì ai ăn ấy Dũng có cái động tác là chép chép trong mồm cũng buồn cười lắm ạ. Không chịu khó cầm của anh thêm mấy phút nữa. Lên xe anh chú ơi. Lên trước nha. Rồi nó lắm đằng sau được đấy. Dạ dạ dạ. Đây anh Dũng đây. Từ từ đã, em bỏ giày. Hôm nay cũng là một chuyến đi đáng nhớ của Dũng ra đúng không? Quá đáng nhớ đi rồi. Đi nhờ xe container nữa. Một hành trình rất là thú vị các bạn ạ. Chuyến đi thất bại của Dũng nhưng mà lại là mất cầu chỉ ấy anh. Mới lại đi. Bật máy lạnh nha anh. Bò này nó lâu lâu kích kiểu đấy. Phải kích động luôn hả? Mấy giờ anh ấy? Bây giờ là 21:30 đúng không ạ? Và cái khoảng thời gian về Sài Gòn nó sẽ rơi vào
rơi động dao động từ 1 đến 2 giờ. Thế là theo cái sự tính toán như vậy thôi, nhưng mà giờ là mình đang ở Xuân Lộc rồi. Đầu của đất Đồng Nai thôi, đây là đi từ đây về Sài Gòn rất là xa đấy. Rồi anh em mình lại tiếp tục hành trình nha các bạn. Tí nữa về Sài Gòn đường sáng hơn thì mình quay tiếp nha. Ví dụ mình đi đèo thì sao anh? Không, lúc mà nó đi liên tục rồi thì nó hơi nó đủ liên tục. À. Thì có trường hợp mà đi đèo dốc thì già thắng nhiều quá thì hơi nó mới yếu thôi. Thôi mình lên đường tiếp và tí về Sài Gòn mình sẽ tiến hành quay à. Sáng nhé. Alo. Rồi. Hiện tại thì anh em mình đã về đến Sài Gòn đấy các bạn ạ. Bây giờ là đang ở khu vực gần đến Suối Tiên rồi thì mình cùng với Dũng sẽ chuẩn bị chia tay anh Khánh. Để sáng mai thì mình ra sân bay là đi về ngoài Hà Nội, sau đó đón xe về quê. Rồi sau đó mình sẽ có rất là nhiều công việc ở ngoài Bắc trong cái thời gian sắp tới. Thì sẽ tiết lộ cho các bạn ở trong những clip tiếp theo. Còn Hàm Dũng sao cảm nhận là hôm nay đi nhờ xe trên một bát tài đất cảng là lần đầu tiên đúng không? Một chuyến đi quá tuyệt vời anh ạ, đáng nhớ. Lần đầu tiên được xin xe rồi lên một chiếc xe cũng khá là thú vị. Phải nói là hôm nay là rất là cảm ơn anh Thịnh đã dừng xe vào để cho hai anh em đi nhờ. Không biết nói gì khác ngoài cảm ơn anh Thịnh ạ. Cảm ơn anh Thịnh. Giúp là hôm nay được trải nghiệm ngủ ở trên xe rồi bắt tài đất cảng quá là vui rồi, ngủ rất là ngon anh ạ. Sự trong đầu em lúc đấy là em nói là bản thân em không dám dừng xem đường dài ấy, mình thấy là lạ, mình rất là sợ cái chuyện mà lên về người ta thôi miên ấy, rồi thuốc mê này, dàn cảnh này, rất là nhiều vấn đề, nhưng mà không ngờ rằng là anh vẫn dừng lại để gọi là giúp đỡ, thì em thật sự là rất là khâm phục với cái đấy. Thì là thâm phục anh cái điểm đấy. Bên tay trái là Suối Tiên này đúng không anh Dũng? Đúng rồi, bên tay trái là Suối Tiên rồi. Rồi anh cầm đây rồi Dũng chuẩn bị đồ đấy. Đây các bạn ạ. Thì bây giờ mình chuẩn bị chia tay với anh Thịnh đây nhá. Để anh em mình lên đường. Cái số chỗ này để chỗ chạm xe buýt đây. Đúng rồi, chỗ trạm xe buýt đứng đón xe nó cũng dễ. Thế thì bây giờ mình này về cảng hay là về sóng thần đây? Em về sóng thần đây. À. Thế là anh về hạ công ở sóng thần à? Dạ. Xong rồi anh về ngủ nghỉ. Vâng. Ngày mai lại đi Đắk Lắk tiếp. Dạ. Anh Thịnh là chuyên đi tuyến Đắk Lắk rồi còn Rang. Mình đi Đắk Lắk cái gì? Vâng, ok anh Dũng thích đi nào, xin anh Thịnh đi trải nghiệm chuyến. Anh Dũng lấy số chưa? Anh có rồi. À, từ lúc anh từ lúc ăn cháo là anh đã lấy rồi. Anh chuyển đồ xong đi em ở trên này xuống là vừa. À, rồi. Cảm ơn chị nhiều nha anh Thịnh. Wow. Đây để mình chuyển đồ xuống dần dần nha các bạn. Đưa anh lên cái ba lô của anh nữa đi rồi em đeo một ba lô đi. Anh cầm hai ba lô cho. Đây. Anh đi dài nhá. Dạ dạ dạ. Em đưa đi. Anh rồi tạm biệt anh Thịnh nhá. Vâng. Dạ, chào anh. Cảm ơn anh Thịnh nhiều nhá. Ok các bạn ạ, thì bây giờ mình về đến Sài Gòn rồi thì cũng chắc là phải kết thúc cái video đi. Vì một cái clip như này là quá là dài rồi. Và gọi là cũng rất là hoàn hảo đối với mình, không ngờ rằng một cái phần trăm cuối cùng ấy nhỉ. Và lại là phần trăm thành công. Dũng ơi, lên Villa Sun về luôn đi. Đi vào lại Villa Sun à? Hay là đang xỏ dày à? Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc clip nha các bạn nhá. Dũng tạm biệt các bạn đi. Chào tất cả các bạn. Rất là vui một chuyến đi thật là thú vị. Hơi mệt nhưng mà rất thú vị đúng không? Hơi mệt đấy. Một trong những chuyến đi không bao giờ quên. Bằng container. Thôi, mình cũng xin kết thúc clip đây. Tạm biệt các bạn nhá.